do đâu bạn có thể bị bắt nạt? Có lẽ bạn quá cao hoặc quá thấp? Do màu da, thân hình, gốc gác, cách nói năng, người trong gia đình, người bạn chơi cùng, niềm tin của bạn, hoặc có thể là bất cứ điều gì bị xem là khác lạ. Nhưng bất kể vì lý do gì, đó không phải là lỗi của bạn. Việc bắt nạt xảy ra hàng ngày với các bạn trẻ trên khắp thế giới. Có thể bằng hành động như xô đẩy, ăn cắp hoặc phá đồ đạc. Cũng có thể bằng lời nói như chọc ghẹo và đặt biệt danh. Ngay cả trong các mối quan hệ như bị tẩy chay, tung tin đồn qua internet hoặc tin nhắn. Bị bắt nạt không vui chút nào. Nó rất nghiêm trọng. Một số hậu quả có thể thấy rõ bên ngoài, nhưng còn nhiều điều xảy ra bên trong mà chúng ta không thấy được, như sợ hãi, căng thẳng và buồn chán. Sự sợ hãi có thể khiến bạn không dám đi đâu. Nỗi buồn có thể khiến bạn không còn là chính mình, không còn muốn làm những điều mình thích. Sự căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Bụng của bạn có thể như thắt lại và bạn không ngủ được. Nhưng bạn có thể giải quyết việc bị bắt nạt. Không, đừng đánh lại. Kinh Thánh cho chúng ta lời khuyên bất hủ. Sách Roma chương 12 câu 17 khuyên: đừng lấy ác trả ác cho ai. Sau đây là những gì bạn có thể làm. Hãy chuẩn bị. Nghĩ trước về điều bạn muốn nói. Hãy tự tin. Bạn có thể dùng sự hài hước để xoa dịu tình thế. Hãy nghĩ về những cách bảo vệ mình. Sách Châm Ngôn chương 22 câu 3 nói: người khôn ngoan thấy điều tai vạ và ẩn mình. Hãy tránh những nơi bạn có thể bị bắt nạt và sẵn sàng bỏ đi nếu nó xảy ra. Đừng đi bộ một mình đến trường. Hãy đi với một người bạn. Hãy ghi tên lên đồ của mình. Đừng mang theo tiền hoặc đồ đắt tiền đến trường. Nói cho người lớn biết. Hãy phơi bày việc làm của chúng ra ánh sáng. Bạn có thể nói chuyện với ba mẹ, thầy cô hoặc với một người lớn mà mình tin cậy. Ngay cả khi thấy mình như kẻ mắt lẹo, bạn cũng không nên tự đối phó một mình. Đúng là không dễ, nhưng có thể thành công. Bạn có thể đánh bại kẻ bắt nạt mà không dùng nắm đấm.